Cùng ngày, đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã tham dự lễ khánh thành công trình sửa chữa nâng cấp trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ do thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Điện Biên với số tiền 65 tỷ đồng. Trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ được xây dựng bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết thủ đô từ cách đây 40 năm. Đến nay, thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ tỉnh Điện Biên đầu tư sửa chữa, nâng cấp trường, khang trang hiện đại hơn. Công trình khánh thành vào thời điểm rất có ý nghĩa khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Với tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng sau 9 tháng khẩn trương thi công, đến nay các hạng mục công trình trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ đã hoàn thành. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho công tác giáo dục của nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Điện Biên thông qua nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Với tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội, việc hỗ trợ tỉnh Điện Biên đầu tư công trình trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ không những thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội với đồng bào, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên mà còn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác của hai tỉnh thành phố trong thời gian tới nhằm phát huy tốt hơn nữa tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của cả nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô trân trọng cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ quý báu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đối với tỉnh Điện Biên trong nhiều năm qua. Công trình xây dựng sửa chữa nâng cấp trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ được đầu tư đồng bộ hiện đại, có kiến trúc xây dựng đẹp, là điểm nhấn trong hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông, là nguồn động viên khích lệ to lớn cho cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương.